Tuy nhiên, do tồn tại từ lâu đời, nên các cơ sở sản xuất gạch cắt xét nung hầu hết sử dụng các công nghệ nung bằng lò tròn truyền thống, lấy chấu làm chất đốt nên gây ô nhiễm môi trường. Lại thêm những năm gần đây, do nguồn đất sét ở tỉnh cũng dần cạn kiệt, các chủ lò phải mua ở các tỉnh lân cận. Chi phí vận chuyển cao nên giá nguyên liệu đất sét tăng cao và giá chất đốt cũng tăng. Mặt khác, gạch của Vĩnh Long được nung bằng lò tròn truyền thống, phải mất cả tháng trời mới ra được một lò và tốn nhiều chất đốt. Chi phí sản xuất cao, năng suất thấp dẫn đến giá thành cao, nên tình hình sản xuất gạch nói gốm của Vĩnh Long đang gặp nhiều khó khăn. Ngày 28 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 567/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung. Đến năm 2020, cần phải xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công trên phạm vi cả nước. Theo quyết định này thì đến sau năm 2020, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải tháo gỡ các lò sản xuất gạch ngói gốm thủ công truyền. Xóa bỏ nếu không cải tiến công nghệ sản xuất đạt quy chuẩn Việt Nam theo chủ trương của chính phủ. Nhưng thời gian dài hoạt động không hiệu quả, hiện nay hầu hết các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã hưởng ứng quyết định của chính phủ và khuyến khích các cơ sở cải tiến công nghệ sản xuất bằng cách hỗ trợ vốn và kỹ thuật để xây lò nung liên hoàn. Ở công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Mai, doanh nghiệp đã xây lò nung liên hoàn, cải tiến từ công nghệ Hofmann. Công nghệ này tiết kiệm trên 60% lượng chất đốt và chấu, năng suất cao, tỷ lệ nung đạt chiếm hơn 85%, cao hơn so với lò thủ công và lượng khí thải ra môi trường yêu cầu. Mỗi dãy lò có thể có nhiều miệng lò, sử dụng lửa đảo, thời gian nung chỉ còn 24 giờ nhờ tận dụng thu nhiệt giữa các lò. Giờ xây những lò liên hoàn này nè, nhà nước là người ta ủng hộ hết mình cho mình luôn á, là cũng như là được sự mà chiếu cố của nhà nước luôn á, là người ta cho mình thẩm quyền được xây cái lò liên hoàn này nè, là nhà nước ký đồng cho mình xây luôn. Nó có lợi là cũng như mình đốt lên nó ngắn ngày nữa đó, nó rút gọn lại cái chất đốt mình đó, rồi mình đốt nó mau chín hơn cái lò kia, cái lò lớn á, là mình đốt khoảng trong vòng, nó ấm cái lò đốt khoảng 2-4 tiếng đồng hồ là chín, là cái đốt mình nó ít hơn cái so với lò kia, lợi nhuận hơn. Còn cái lò nhỏ này liên hoàn nó vô khoảng một muôn gạch là 10.000 viên, nó chưa ấm lò đúng khoảng 3 ngày, sau này dần dần nó sẽ rút ngắn thời gian lại khoảng 24 tiếng hồ là chín. Đặc biệt những lò này có thể tận dụng vật liệu xây dựng từ việc tháo dỡ lò truyền thống nên chi phí thấp, giảm giá thành sản phẩm. Điều này giúp cho gạch địa phương cạnh tranh được với gạch sản xuất ở các địa phương khác. Nhưng mà cái này lần đầu tiên thì nó mới ra lò của nguyên lò Tâm Hoàng đó.
thì đốt đầu từ lúc ẩn đốt có 2 mấy tiếng, 24 tiếng hồ, thì đốt từ cái dài dài lại thì nó còn có 10 mấy tiếng hồ, đốt dài cái này là cũng như còn 12 tiếng, 2 tiếng là quay quanh kia và giải bảnh đấy, bảnh chưa đốt á, cũng như đốt xì dòng này nè, 8 cái lò miệng lò đốt xì dòng hết, thì cái lò có 10 mấy tiếng hồ, thôi cũng thông nhau đều hết, cái lỗ thông hơi đồ đều hết, giống bằng nhau hết trơn, nhưng mà mình chặn quanh lại. Lộ trình xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải có giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương, không nên quá cứng nhắc, nhất là đối với đời sống của hàng ngàn người dân ở làng nghề sản xuất gạch. Nên bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống sản xuất sản phẩm gạch, ngói, gốm nhằm phát huy các giá trị về kinh tế, văn hóa, sinh thái, môi trường của làng nghề gắn với phát triển du lịch, tiếp tục đóng góp cho ngành nghề công nghiệp kinh tế tỉnh Vĩnh Long. Thank you.